Tin Ái Nhĩ Lan. Các giám mục Ái Nhĩ Lan kinh hoàng trước sự bội giáo của cả một quốc gia. Trong tổng số 5 triệu dân Ái Nhĩ Lan, 78,3% là người Công giáo. Thế nhưng, trong cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, các cử tri đã lựa chọn loại bỏ quyền sống của thai nhi ra khỏi hiến pháp với một tỷ lệ áp đảo 66,4% trên 33,6%. Cuộc trưng cầu dân Ý này mở đường cho việc hợp pháp hóa phá thai tự do ngay cả khi thai nhi đã 12 tuần tuổi. Ý thức tầm mức nghiêm trọng của cuộc trưng cầu dân Ý này, hàng giáo phẩm Ái Nhĩ Lan đã làm tất cả mọi khả năng của các ngài có thể làm. Thế nhưng kết quả không mong muốn đã xảy ra, các ngài thật sự kinh ngạc, thất vọng và xem đó là một sự bội giáo của một quốc gia. Đức cha Brendan Leahy của giáo phận Limerick nói với các tín hữu hôm 26 tháng 5 vừa qua rằng kết quả này làm chết điếm mọi người chúng ta, những người vốn bỏ phiếu chống phá thai, nhưng điều đó không làm thay đổi quan điểm của chúng ta. Thông điệp của chúng ta là một thông điệp tình yêu dành cho tất cả, tình yêu dành cho sự sống, cho những người đang sống giữa chúng ta hôm nay và cho cả các thai nhi còn trong bụng mẹ. Đề cập đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Ái Nhĩ Lan trong dịp Đại hội Thế giới về gia đình sắp tới vào tháng 8, Đức Giám mục Lay xem đó như là cơ hội để cho Giáo hội Ái Nhĩ Lan được chữa lành và canh tân.